Rồi, chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay làm clip để chế độ và lắp đặt tiếp cho bác khách. Vừa nghe nhạc vừa làm. Siêu phẩm. Mở một con là bây giờ tuyển được con đèn vu này này. Tuyển con đèn vu này cũng khá hay. Lắp cho bác khách. Con vu này rất hay. Lắp vào CD ô tô cho đẹp, chế cho đẹp. Vừa đấu được giấy nhờ một đống hết rồi. Còn đầu này là đầu DVD, mình phải chế đường hình. Chế đường hình và đường. Chế luôn cả lốt LED và Bluetooth cho bác ấy luôn. Toàn gặp khách khu khoắm mà tiền không quan trọng. Quan trọng là phải làm full và chất cho bác ấy. Đấy, cho nên rất sướng. Toàn gặp những bác khách rất là ăn chơi. Tiền không quan trọng mà quan trọng phải làm chất. Ok. Giải mã cao cấp. Hàng cây đa xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa hồng. Phải đầu tư cho bác đấy này, làm phải đầu tư cả những cái rời giấy tín hiệu này bác nhá. À, cắt những cái dây tín hiệu này để làm cho nó chuẩn. Hai con này để mình đấu vu.
Tuyệt vời luôn.
mùa mai sau. Cảm ơn toàn thể anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Sơn Loa Audio là được.